Hàng chuẩn luôn, 223 nha mấy anh em nha. Con này đắt 223 luôn nha, đúng đắt 23, vỏ của 23 luôn nha anh em ha. Mới thôi rồi luôn, vỏ 23 luôn. Vỏ là từng thứ 3 của 2023 nha anh em. Hello, xin chào quý vị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô siêu lướt á, bên cửa hàng anh Dương. Anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình tổng khảo thấy clip nha. Thì đồng hành cái gì mình hôm nay thì có anh Dương hỗ trợ giới thiệu con mình Dương. Em, chào con của bác nha, chào các chú lớn tuổi và chào các cô và chào các vị đồng hành bên kênh xe máy giá rẻ. Là cảm ơn quý khách đã xem kênh xe máy giá rẻ của anh Việt nha. Em được cửa hàng xe máy Trùng Dương nằm Bình Dương nha mấy anh em nha. Bên em là chuyên dòng con tay không nha anh em nha. Chuyên hàng siêu lướt, hàng xe cộp, hàng không tái ngã nha anh em nha. Hàng là bao không đâm đụng cho anh em, bảo hành anh em 2 năm nha. Trừ cái bình, cái vỏ, cái nồi xe với lại bố thắng là mình không bảo hành thôi. Còn ngoài ra, năm thứ là mình không bảo hành, còn từ A đến Z bảo hành hết cho anh em. Điện máy này nữa. Đây. Đây. Có gì anh em lợi là mình sẽ bảo hành hết toàn bộ toàn diện hết cho anh em ha. Cái anh em cứ mấy cái này là 1555 nè, con này mới về nè anh em ha, phiên bản 60 năm nha anh em ha, 60 năm kỷ niệm. Con này có cái nó lên cái cổ bô titan nha anh em nha, nó lên cái tô titan, hồi xưa là đẹp lan can sà bàn 4.000 cây, bao chuẩn cho anh em, bao chuẩn cho anh em, xe thẳng xe anh em ha, chưa nhít sơn luôn 4.000 cây. Bố 37 triệu bao hồ sơ con này cho mấy anh em ha. 37 triệu bao hồ sơ. Còn tiếp theo con này cũng vậy, hồ sơ cầm tay. Con này 1570 cây nha anh em ha. Con này 37 triệu bao hồ sơ cho mình nha. 37 triệu là bao hồ sơ luôn. Đó, xám xi măng nha. Xám xi măng cho anh em nha. 1500 cây. Dạ. Dạ. Xe lan can xà bàn 1.900 nha anh em nha. Cái con này là 1.900 cây nha anh em nha. Anh đang quay video em. Đang quay video mai về xuống ha. Ok. Con này 1936 em mấy anh em ha. Con này đẹp lan can xà beng, vỏ trắng nha anh em. Nó có chạy nhẹ chỗ này cái nha anh em. Chạy vận chuyển nha. Mặt dẫn nó bị sương nhẹ. Đó. Anh tại mình không có tốt lợi mình tốt thì kiểu anh em nó mình sơn lóc sơn nồi. Thì cho anh em cần mình sẽ bắn nhẹ cho anh em nha. Anh em yên tâm nha. Có sao nó vậy. Còn ngoài ra từ A đến Z là không có vấn đề gì hết, anh em yên tâm nha. Mấy con này là đẹp mà, thường 3, về đâu mất đó anh em ơi. 37 triệu bao sơ. Màu này lâu lâu, mình một từ ngày 155 ra tới giờ mình mua đúng có 3 con xe cho anh em. Tại vì về đâu mất đó à, cái này nó mới về rồi chứ có hàng đâu. Trắng lọc chai này nè, mình mua đúng còn có 3, mình bán hồi nào mình bán đúng còn có 3 xe nó thiệt luôn. Chứ không ra màu này nha anh em ha. Màu này y như màu... con này màu lính này. Màu lính mình còn hiện tại mình có 3 con luôn nha anh em nha. 3 con màu lính. Con này 4993 cây. 37 triệu bao hồ sơ con này cho anh em luôn ha. 37 triệu là mình bao hồ sơ nha anh em ha. Xe lan can xà bàn 37 triệu bao hồ sơ. Đó. Đát là con này là 221 nha mấy anh em. Màu xanh lính, màu này cũng có phiên bản đặc biệt. Thì phá mắt cây màu đen nha anh em ha. 37 triệu là bao hồ sơ cho anh em. 39 triệu từ A đến Z. Bớt anh em 200 là còn lại 38.800. Tặng ba ga nha, bên mình bán xe là bên đây là tặng khuyến mãi không tính tiền nha anh em. Ba ga mới luôn á, ba ga mới, hàng mới luôn, hàng titan mới luôn nha anh em nha. Đó, khiến là anh em muốn kiếm kỹ titan thì có tặng anh em luôn nha. Đó, anh em yên tâm. Xe những cái xe bây giờ thì gần Tết thì có biển số để biển số, còn có hồ sơ anh em có biển nha. Hồ sơ giờ không ra không kịp nha anh em ha. Okay. Dạ. Thôi, Winner. Winner mới về nè anh em ơi. Hàng Winner mới về. Chín ngàn cây nha mấy anh em, hàng khủng. Mình coi cái đát thôi. 28 nha mấy anh em. 28 nha. 28 lan can xà bàn, đi như cây xà bàn bị số. Bên này có mấy con lướt lắm nha. Dạ. Anh em có mua có màu trắng đỏ nè. Dạ, biển số 60 nha mấy anh em ha. Màu đen nữa đó. Đây nhiều màu vàng đó, lâm hết đó. Hàng này hàng 2X nha mấy anh em ha. 2X nha mấy anh em ha. Con này S150 nè, màu trắng đỏ nè anh em. Bản số là 73 nha anh em, con này 24 triệu bao hồ sơ cho anh em ha. 24 triệu bao hồ sơ. Dạ, 24 triệu là bao hồ sơ. Còn đây Winner,
Con này 28 triệu bao sơ nha anh em nha. Winner tại giờ nó lên giá nha anh em nha. Mấy thằng CBS thì giờ còn vài con mình bán 28 triệu bao sơ con này nha anh em nha. Xe cũ nha anh em ha. Rồi Sonic. Sonic thì 36 triệu anh em. Sonic trắng đỏ hay tùy biển số Bình Dương. 36 triệu. Còn tiếp 155. Tiếp theo của một Ad 155. Con này mình bán giá là 37 triệu bao sơ cho anh em ha. Con này là 221. 3.000 cây số nha anh em, uy tín không tu hồ nha anh em nha. Biển số Bình Phước nha anh em nha. 35 triệu để biển số nha. 35 triệu để biển số. Tiếp theo đi. Tiếp theo mới về, con này biển số 62 nha anh em nha. 885 cây số, màu xanh nhám nha anh em nha. Màu xanh nhám nha anh em nha. Xe lan can xà bàn. Đúng ngày sát xe chuẩn luôn nha anh em nha. Có vậy gây là đàng hoàng nè. Xe chuẩn đàng hoàng nha, 800 cây nha anh em ha. Này viên tầm 37 triệu bao sơ cho anh em. Còn đây AB 150 nè. AB 150, con này 40 triệu mình bao sơ. Quên 42 triệu mình bao sơ, 44 triệu bao tên. 44 triệu bao tên cho anh em ha. Rồi. Còn đây mình mới về một con siêu phẩm là con này cũng hàng hiếm là lâu lâu mới về. Con này thường là về đâu bắt đó mà. Dạ, lâu lâu mới về một con nha anh em nha. Mà hàng hàng chuẩn luôn. 23 nha mấy anh em nha. Con này đắt 23 luôn nha, đúng đắt 23, vỏ của 23 luôn nha anh em ha. Mới thôi rồi luôn. Vỏ 23 luôn. Vỏ là từng thứ 3 của 2023 nha anh em ha. Đó. Con này mình bán giá là 40 triệu bao hồ sơ nha anh em nha. 42 triệu là bao ra tịch. Anh em cứ ra tham khảo ha. 800 coi đồng như một con sim mới nha. Dạ. 895 cây số nha anh em nha. Dạ. 40 triệu bao sơ, 42 triệu là bao tên nha anh em nha. Tại hàng này hàng đông, nhưng anh em nha, mâm đồng. Tem đồng thì 23 anh em cứ ra hàng. Cứ đi tham khảo đi, ta được thì ủng hộ. Dạ. 42 triệu từ ngày đi giúp nha anh em nha. Thì lúc anh em nói con kia sao nó 37, con này lại 40 thì anh em tại mình mua giá mình là nha anh em ha. Rồi. Tiếp đây là cái dòng V3 xe mới nha anh em nha. Xe trúng thưởng chạy chương trình 1 của hết cho anh em luôn. Bao super đơn cho anh em là 37 triệu bao super đơn cho anh em nha. Đó. 39 triệu từ A đến Z, bữa giờ mình bán cũng 5 7 con nha anh em ha. Lô giờ không còn bao nhiêu con. Dạ các anh. Tại vì xe mới 100% mà. Dạ. Xe mới 100%. Mẫu 2023 nha. Vỏ, vỏ giữa trắng giữa nó còn chữ còn nghĩa luôn nha anh em nha. Đó là biết rồi. Hết luôn. Ok. Dạ. Còn cái mẫu ABS mà mẫu thường đó là 35 đúng không? Dạ. Không. Mẫu thường là 35 triệu mình có một con. Giờ còn con này một mà anh em nè. HRC 2022 á. Dạ, HRC 35. 35 triệu bao số đơn. Còn bản thường. Bản thường thì bây giờ mình bán là 30 triệu bao sơ nha anh em nha. Tại xe mới giờ lên thì còn có mấy con, 32 triệu là bao tên cho anh em ha. Rồi, AB đi. AB 150 mới về, hàng mới về đó anh em. Con này chuẩn xe luôn, 5.000 cây nha anh em nha. Con này chuẩn xe luôn, 42 triệu bao hồ sơ cho anh em nha. 44 triệu bao tên con này. Ok. Dạ. Rồi, 125. 125, con này là hàng 3X nha anh em nha. 34 triệu bao sơ cho anh em nha. Rồi, tiếp tục hàng đã qua sử dụng nè anh em. Hàng qua sử dụng, biển số 76, 30 triệu để biển số chạy cho anh em ha. Để biển số 30 triệu nha anh em nha. 30 triệu để biển số chạy nha anh em ha. Biển số 76 nha anh em nha, xe chính chủ đàng hoàng. Con là 71, con là 71 để biển số chạy 28 triệu nha anh em nha. Xe chính chủ đàng hoàng cho anh em luôn. Lan can xà bàn 71 cho anh em nha. 1.273 cây. Còn hai con ở đây là hồ sơ cầm tay 29 triệu nha anh em nha. 29 triệu. Ok. Rồi con GTR. Hai con GTR này nha anh em, con này 34 triệu bao sơ mà có con trong nhà mình đó này, nhiều anh em nói ờ sao mà con trong nhà lại 38 triệu. À. Rồi mình nhớ tới cái câu chuyện của GTR. Dạ. Anh em bảo gì ta? Ở bên này là có con 32 với 34 đúng không? Dạ đúng rồi, 32. 32 con... 34. Dạ. Thì anh em bảo chắc là anh em muốn mua cái con mà đẹp trong nhà, nói tới con đó bao nhiêu ta? 38 triệu bao sơ. 38 triệu. Anh em bảo báo 32 lên báo bán đòi bán 38, anh em nhớ rằng nha, mình có nói rõ rất là rõ. Dạ. Lại cho bạn đó này, có nghĩa là xe ở đây có mấy cái chỗ mà để xe, ví dụ ở cửa hàng này, hai chỗ là trong nhà của anh này. Dạ. Thì xe con xe cũ thì nó khác nhau nha mọi người, nó không phải giống con nào đâu. 32 là đối với con này, hoặc là 34 thì đối với con màu vàng, và cái con mà mấy cái con kia về sau á nó con đẹp kia là hai con kia là 223 đúng con rồi, 220 nha mấy anh em, màu đỏ bóng nó khác. Có anh em ở coi video ảnh nói còn chùm kêu nguyên con, mà con này chạy 9.000, con này chạy 12.000 km nha anh em nha, mà con này là 21 GTG về nó giờ không dưới 60 triệu cho anh em. Mà lại có hàng ít hàng lắm. Dạ thì cái con trong nhà nó là 222, đó là mới chạy có 2.000 cây số thôi anh em, đó đúng 2.000 cây số thì giá nó phải khác cho anh em nha, không cảm
cái vấn đề đó, tại GTG hàng Indonesia hàng xâm nhập, anh em những cái hàng khác thì mình có mình đây sẽ ưu sưu tầm mấy dòng đó anh em ha. Mấy năm trước anh em thấy mình đăng thì để một vàng luôn anh em đó. Tại mình có lên hội nhóm GTG đồ Việt Nam đồ anh em đó. Còn đây các V1 nè, một con số 95 này, con 21 triệu để con số chạy, Tết nhất để 21 triệu để con số chạy nha anh em nha. Còn con kia bên 24 triệu nha mấy anh em nha, 5.000 cây cho mấy anh em nha, 24 triệu cho mấy anh em ha, 5.000 cây số. Winner, hẹn nó qua sử dụng, 32 triệu bao tên nha, 32 Việt Nam đồng bao tên cho anh em nha, màu vàng nha mấy anh em ha, 32 triệu bao tên cho mấy anh em. Rồi, Winner V3, Tinner V3 đã qua sử dụng bản thường đúng không? Rồi đúng anh, 1.629 cây. Con này mình bán 28 triệu bao sơ cho anh em nè. Rồi màu bạc. Màu bạc 28 triệu luôn anh em ha. Đó. Con bên trong. Con bên trong mình bán 30 triệu bao sơ nha anh em nha. 30 triệu bao sơ. HGC. Ok, Winner dạ. V1. Winner V1 thì nãy mình có báo là 21 triệu, con trong 24 triệu. Rồi, con này ẹt 155 nè. Ẹt 155 một cặp này là 32 triệu bao sơ cho anh em nè, 34 triệu là từ A đến Z cho anh em không? Dạ. Tùy theo con đâu, 32 này rồi 36 37 này hoặc là 40 á, tùy dạ. Theo á. Dạ. Có nghĩa là đời á. Rồi, này mệt kinh nè anh em. Mệt kinh nè anh em, cũng nhiều anh em hỏi con này nè, mâm là mâm, vỏ là Michelin nha anh em ha. Đĩa là ok, nhỏ đâu. Xe là khẳng băng chùm keo nguyên con, mắc kinh xám. Có một A2 anh á, anh nói cái xe là không phải màu green. Ông màu đen màu zin mà. Anh cứ bấm lên mắc kinh. Đúng rồi. Mắc kinh Yamaha hàng nhập Indonesia có giờ đạp thì anh sẽ nói chung là nó khác đời á. Tem anh coi nó có phải quen hay không, cái giáp ganh nó ok hay không. Còn tem ba lớp nó sẽ khác nha mấy anh em ha. Anh em coi anh em biết thì anh nói không phải tem zin. Nó màu zin mà. Này màu cái zin. Này là màu zin 100% luôn nha mọi người. Không mắc kinh nó có nhiều mẫu lắm. Xe sao là để vậy nha mấy anh em nha. Con này giá nhiêu anh? Dạ 14 nha. Dạ con này em bán 32 triệu bao sơ. Tại mắc kinh giờ nó hiếm quá. Hàng hãng giờ cũng năm mấy triệu nha mấy anh em nha. Rồi chứ con bên này. Con này thì rẻ thì có 20 triệu. 20 màu dạ. Đen. Màu đen 27 triệu anh em ha, bên Sài Gòn. Màu xanh. Màu xanh con nó 30 triệu bao sơ cho mấy anh em. 32 triệu là từ A đến Z cho mấy anh em ha. Cái anh em ủng hộ mình có trao đổi xe cũ nó có mua trả góp 2 triệu 3 triệu là nhận xe nha mấy anh em nha. Đó, còn ship xe chắc qua Tết mình ship xe 2 triệu 3 triệu là ship xe hổ máy. Đó, anh em cứ yên tâm. Dạ. Thì đó là giá xe á, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ á. Cảm ơn chị Hoàng đã cảm ơn anh em, cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn các chú nha.